Chiều 18 tháng 4, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ họp cơ quan báo đài quý 1 năm 2022. Tại cuộc họp, đại diện báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đặt câu hỏi về tiến độ rà soát 148 khu dân cư tự phát trên địa bàn thành phố thời gian qua. Ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, tiến độ rà soát 148 khu dân cư tự phát trên địa bàn thành phố đến nay đã xong rồi, đang trong giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến ngày 15 tháng 5, Sở trình kết quả cuối cùng cho Ủy ban nhân thành phố để có quyết định cuối cùng. Cạnh đó, ông Kiên thừa nhận có việc chậm trễ trong tiến độ rà soát, nhưng cũng có khó khăn là do khi triển khai rà soát đúng vào thời gian giãn cách xã hội, nên khó khăn tiếp cận người dân lấy thông tin. Về việc xử lý nhà đầu tư tự phân lô bán nền, ông Kiên cho hay khi đưa ra bàn bạc xử lý thì còn thiếu một nội dung, tức là theo Nghị định 91 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có kế hoạch khắc phục hậu quả về tình trạng ban đầu. Việc này Sở đã tham mưu và Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch tháng 3 năm 2022. Đây là cơ sở đầy đủ xử lý các khu dân cư tự phát. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.